Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 76 Băng Hỏa Ma Chủ Sáng sớm, tiếng gà gáy cùng mặt trời đang chậm rãi mọc Báo hiệu một ngày mới đã đến Sáng sớm, Phủ Nguyễn Soái nghênh đón một vị khách vô cùng tôn quý Đại Hoàng Tử Yến Cực dẫn theo mười mấy tên tài sai đến bái phòng Một trong tam đại nguyên soái của đế quốc Vệ huyết diệt hồn đan danh sừng là tuyết phách Tuyết Phách nhận được tin lập tức tự mình ra đón. Ở cùng với hắn còn có con rể, người từng bị xem thường là vô dụng nhất đế quốc bằng Nguyệt, thất hoàng tử Yến Phong. Tuyết Nguyệt sói sớm như vậy đã đến cuối giày ngài. Thật là không phải. Ờ, à, thật đệ, người đã ở đây hả? Yến Cực bước đến, thân thiết vỗ vai Yến Phong. Bây giờ hắn rất ra dáng một vị huynh trưởng. Yến Phong cười thầm trong lòng, nhưng mặt ngoài lại không lộ vẻ bất mãn gì, mỉm cười nói. Đại ca, người đã đi rất sớm mà, ta cũng vừa mới đến mà thôi, Tuyết Phách nói, Đại Hoàng Tử, xin hỏi đi. Nói xong hắn dẫn mọi người đi. Mọi người đi theo Tuyết Phách vào trong sảnh. Yến cực chỉ tay vào hai hòm lớn, mỉm cười nói, một chút quả mọn. Rất mong Tuyết Nguyên Xóa nhận lấy. Tuyết Phách nhíu mày nói, Điện Hạ, thế này thì không được đâu. Yến cực thoáng nhìn Yến Phong bên cạnh, mỉm cười nói, có gì mà không được. Lần trước chỉ là hạ lễ, nhưng thất đệ là huynh đệ của ta. Ta làm đại ca, phải cấp được cho thất đệ một chút ít xính lễ à? Đây là ta thay thất đệ chuẩn bị, Nguyệt Soái không cần khai khí. Tuyết Phách kinh ngạc nhìn Yến Phong mỉm cười nói, hờ tốt, vậy thì đa tạ đại điện hạ. Yến Phong bị Tuyết Phách đưa mắt nhìn qua, lập tức phản ứng khom người nói, à, đa, đa tạ đại ca. Bọn hạ nhân được lệnh dâng trà thơm đã sớm lui xuống. Tuyết Phách phất phất tay giả hiệu, bọn người hầu vốn đứng trong phòng khách để phục vụ biết ý nhanh chóng đổi đi. Hắn nhìn đại hoàng tử liếc mắt mỉm cười nói, mới sáng sớm điện hạ đã quang lâm hẳn xá, chắc hẳn có chuyện quan trọng cần nói yến cực trong lòng thầm mắng à, lão hồ ly này ngày hôm qua không phải ngươi đã cho người tới tìm ta sao bây giờ đào mất đã đảm ra về chẳng liên quan gì rồi hắn địa bộ ung dung mỉm cười à, ngày hôm qua ngài phái vị khách khanh kia đến chỉ điểm giúp ta không ít hôm nay ta đến là có mục đích đặc biệt mong được nguyên soái tận tình dạy bảo thêm tuyết phách gật đầu đại điện hạ tuyết phách ta cả đời sống trên lưng ngựa bản thân chỉ là một kẻ thô cạch ta có lời thì cứ thẳng tuột mà nói Xe theo tình thế hiện nay, có thể thấy ngài đang rất bất lợi đậm. Yến cực thở dài một tiếng. Ai... Đều tại ta quá sở xuất thôi. Ta căn bản cứ tưởng rằng bản thân đang chiếm được thế tượng phong. Không hề nghĩ đến việc vụ hoàng còn che giấu một chiêu có thể thay đổi vận thế. xem ra chỉ còn nước, hoặc là cam tâm vĩnh viễn làm kẻ dưới. Còn không, thì ta phải ngoan tâm thủ lạt. Hắn nói những lời này thật vô cùng bất kính, nhưng về mặt lại phi thường bình tĩnh, Tuyết Phách biết Yến Cực đang thử dò xét tâm ý của mình, lạnh nhạt cười nói. Hừ, điện hạ, bây giờ ta đã rõ ràng suy nghĩ của ngài. Với tình thế lúc này đã hoàn toàn rành mạch. Do sự tình trước mắt còn chưa thể định luận được, vì vậy tất cả đều vẫn còn kịp. Nhưng kết quả cuối cùng thế nào, thì còn phải trông vào việc ngài có đủ dũng khí hay không. Điện hạ hẳn phải biết cái đạo lý thắng làm vua, thua làm giặc chứ. Muốn thành được đại sự tất phải mạo hiểm, mạo hiểm càng lớn thu hoạch tất nhiên cũng càng cao nếu điện hạ muốn cầu sự an toàn yên ấm thì hãy coi như tuyết phách ta trước giờ chưa hết nói gì vậy yến cực nghiêm mặt lại Tuyệt nguyên sái nói đùa sao? ngài là đại thần của đất nước phụ tá cho phụ hoàng đã nhiều năm ta gọi ngài một tiếng thúc thúc cũng chẳng hề sai tuyết thúc thúc hôm nay tại nơi này ta một lòng hạ quyết tâm thà làm vương chứ quyết không cam chịu cúi đầu xương thần cho dù ta có nhường ngô đi chăng nữa đến khi tên tiểu ngũ leo lên ngôi vị hoàng thượng nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Từ thủ đoạn đê tiện của hắn đối với nhị đệ, mọi chuyện đã hết sức rõ ràng rồi. Ta đích thân đến đây, chính là muốn mời thúc thúc chỉ cho ta một con đường sáng để đi. Tốt, quả nhiên tuyết phách ta không nhìn lầm người. Tuyết phách đứng thẳng người lên, đi qua đi lại trong đại sảnh. Yến cực mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng lúc này cũng không làm gì thúc ép hắn. Sau cả nửa ngày, tuyết phách cước bộ rút cuộc đã ngược lại. Đứng ở trước mặt Yến cực, hắn nhìn thẳng vào Yến cực nói. Đã như vậy, không biết điện hạ có đủ quyết tâm để hành động như thế này không vừa nói hắn liền tụ tay thành đao tại không trung vùng nhẹ một đạo thấu khí màu bạc nhàn nhạt, nhạt tung bay xuất ra nhất thời đem chiếc bàn gỗ kiên cố đặt ở bên cạnh chém thành hai nửa yến cực trong mắt quang mang đại phóng hắn đồng dạng cũng đứng bật lên Tuyết thúc thục ngài không cần lo lắng hôm nay nếu ta tới đây cầu kiến ngài thì cũng đã chuẩn bị tinh thần có thể hy sinh tất cả rồi từ hôm qua khi nghe vị khách khanh kia nói đạo lý ta có thể đoán được ý tứ của thúc thúc trong đó ngay khi đó ta đã về suy nghĩ về chuyện cần phải làm, chắc chắn sẽ không cho phép một chút yếu mềm nào của lòng dạ đàn bà nữa. Nếu hắn đã bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Nói xong những lời này, hắn nhìn Yến Phong liếc mắt. Yến Phong tỏ vẻ như không hề nghe thấy lời hắn nói, vẫn như trước, cúi đầu uống trà. Tuyết Phách cười nói, Tốt lắm, nếu đại điện hạ có thể quyết đoán như thế, Tuyết Phách ta sẽ vì điện hạ mà định ra kế hoạch hành sự. Điện hạ, chúng ta trước tiên nên phân tích tình tế hiện nay một chút đi. Yến Cực gật đầu đồng ý, hắn đối với tuyết phách không hề hoài nghi gì nữa có lẽ bởi vì niệm băng ngày hôm qua đã đại diện cho tuyết phách đưa ra điều kiện hợp tác nếu không có tình thế bức bách mà nói loại điều kiện như thế tuyết phách nhất định sẽ không dễ dàng đưa ra mà loại điều kiện này lại hoàn toàn nằm trong phạm vi đáp ứng của mình yến cực rất rõ ràng tuyết phách ở băng nguyệt đế quốc là một thế lực lớn hắn không chỉ muốn lợi dụng tuyết phách một chút mà với một thiên tài quân sự như vậy cho dù sau này hắn có kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng phải triệt để trọng dụng cho nên dù lý do mà niệm băng nói ra có phần khiến hắn giật mình vô cùng nhưng tuyết phách đột nhiên quyết định ủng hộ hắn tiến hành mọi thứ đã làm hắn bớt đi rất nhiều sự lo lắng trong tập đại nguyên soái thì đã có hai người ủng hộ cho mình dù có phát động binh biến đi chăng nữa hắn đều có thể nắm chắc vài phần huống chi bây giờ cũng không cần phải dùng đến cái sách lược đó nữa tốt lắm ta xin nói trước rằng ta trong tình huống cấp bách này trước mặt tuyết thúc thúc đã không cần phải che giấu cái gì nữa hiện tại cả tuyến phòng ngự phía ngoài băng nguyệt thành đã nằm trong tầm kiểm soát của ta Nam vào đại quân tùy lúc có thể điều động, mà đứng trong hàng ngũ thế lực của ta lại càng chiếm được phần ưu thế, đã có 2 phần 3. Trong đó không thiếu nhân vật có thực quyền. Cho dù ta hành động có chút đặc thù, thì chỉ cần cuối cùng có thể đạt được ngôi vị, ta tự tin có thể đè bẹp hết thảy mọi thế lực phản đối. Bây giờ tham gia vấn đề lớn nhất chỉ còn có hai cái. Một là từ quân đoàn thủ vệ của Hoàng gia. Đoàn trưởng của Hoàng gia thủ hộ quân đoàn, hẳn ngài cũng đã biết, hắn đối với cha ta tuyệt đối trung thành, bất luận sử dụng phương pháp gì cũng đều không có khả năng mua chuộc được hắn để sử dụng. Cho nên ở phương diện này chúng ta cũng không cần mất tâm tư đà động làm gì nữa. Cái nan đề thứ hai đến từ băng tuyết nữ thần tế tự, đó chính là sự uy hiếp tiềm tàng nhất. Nếu không có lời của nàng, chỉ mỗi đơn độc một mình hoàng gia thủ hộ quân đoàn, ta còn có vài phần nắm chắc sẽ chế ngự được. Ngày yến cực ta chờ đợi đã đến, chuẩn bị cũng đã hơn 10 năm rồi. Ta nghĩ những quân bài trong tay ta cũng đã tương đối đầy đủ. Tuyết phách lạnh lùng cười nói, tốt, điện hạ quả nhiên là đã coi ta là người một nhà. Đã như vậy, thì ta cũng không cần phải giấu giếm điện hạ cái gì nữa. Tuyết phách vốn nhân tiện cũng sớm có quyết định, nhưng lựa chọn cuối cùng như thế nào cũng vẫn là một mực do dự. Ai xa, thằng thắn mà nói, nếu không phải nữ nhân của ta xảy ra chuyện, ta sẽ không đưa ra quyết định như vậy đâu. Dù sao, hiêu chết vào tay ai còn rất khó nói. Bất quá vì ngài đã nói như vậy, tuyết phách cũng có chút chuẩn bị. Ở trong phủ của ta, khách khanh mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng đều là lương tài có thể trọng dụng. Yến Cực đã nghĩ đến điểm này, dĩ nhiên là gật đầu tán thành, Niệm băng đã để lại cho hắn một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tuyết Phách dừng lại trong chốc lát. Sau nửa ngày, cơ hồ dường như hắn đang quyết định một cái gì đó trong mắt toát ra một tia sát khí. Điện hạ, hai cái vấn đề theo như ngài nói, ta nghĩ ta vẫn có thể giúp ngài giải quyết được. Yến Cực giật mình nói, cái này cái này có thể sao? Tuyết thúc thúc ý tứ của ngài ta không hiểu lắm. Tuyết Phách mỉm cười nói, không bằng nói như thế này. Điện hạ nghĩ về bao nhiêu người mới có thể kiềm chế được nữ thần tế thực? Yến Cực suy nghĩ một hồi rồi nói. Có lẽ không ai biết được thực lực của thần hàng sư cường đại đến cỡ nào. Ta nghĩ muốn đối phó với nữ thần tế tự, cần phải có một lượng lớn cao thủ, hơn nữa ít nhất và đạt từ cấp độ vũ thánh cao thủ trở lên. Người thường đối mặt với băng tuyết nữ thần tế tự cũng chỉ như hạt bụi nhỏ mà thôi. Vậy mà pháp cường đại của bà ta cũng dễ dàng đem một lượng lớn binh lính quét sạch. Ta bây giờ đang có bốn gã cấp bậc vũ thánh là khách canh, Nhưng cho dù với thực lực bọn họ có cùng lúc ra tay đi chăng nữa, cũng không thể là đối thủ của nữ thần tế tự với thực lực của nữ thần thế tử đã không thể dùng danh hiệu ma pháp sư để đề cập đến nữa rồi tuyết phách trong mắt tinh quang đại phóng trầm giọng nói nếu thêm vào ba vũ thánh và bốn ma đạo sư nữa thì thế nào yến cực toàn thân chấn động giật mình nhìn tuyết phách không thể nào lại có thể tưởng tượng nổi trong tay tuyết phách lại có được thực lực cường đại như thế tuyết phách lạnh nhạt cười nói chỉ có trải qua thực chiến cùng máu huyết khảo nghiệm mới có thể bồi xuất ra chân chính cao thủ ta nghĩ cái đạo lý này hẳn đại điện hạ có thể hiểu được Tài năng của ta có thể xưng hùng trên chiến trường, tự nhiên phải có thực lực mạnh mẽ của bản thân, nếu không làm sao có thể xứng danh với chức nguyên soái đây. Yến Cực hít sâu thêm một ngụm khẩu khí, nói: "Nếu Tuyết Thúc Thúc thật sự có nhiều cao thủ như thế phụ trợ, ngài tuyệt đối là nguyên soái đệ nhất nhân của đế quốc. Mười một vũ thánh cao thủ cùng liên hợp lại công kích, ta nghĩ cho dù băng tuyết nữ thần tế tự có cường thịnh thế nào đi chăng nữa, cũng không cách nào ngăn cản nổi Tuyết Thúc Thúc. Ngài thật sự là gây cho ta sự tin tưởng lớn à?" Tuyết Phách mỉm cười nói: Phiền thoái lớn nhất là bên trong hoàng cung kìa. Dưới tay ta có 500 thân vậy. Những người này đều là do ta tỉ mỉ bồi tài thành tử sĩ, cực giỏi trong kỹ năng liên thủ hợp kích. Có bọn họ phụ tá, điện hạ người có tiến vào hoàng cung không còn là vấn đề quá lớn nữa. Trong hoàng cung bang tần tháp cũng có các ma pháp sư cấp bậc cao thủ, điện hạ không cần lo lắng. Những người đó mặc dù rất có uy hiếp, nhưng băng tuyết nữ thần tế tự sắp tới băng nguyệt thành thì những cấp dưới trong băng tần tháp bọn họ nhất định sẽ đi nghênh đón đó đúng là khoảng thời gian chống công cũng chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta động thủ huống trì bằng tuyết nữ thần tế tự bị tập kích tất nhiên sẽ kinh động đến hoàng cung bên này không ai có thể am hiểu hơn vấn đề truyền tin hơn so với những người có băng thần tháp cho nên chúng ta khi đối phó với bà ta còn cần phải có một lượng lớn binh lính vây quanh nếu có thể khiến cho người của hoàng gia thủ hộ quân đoàn bởi vì vậy mà phải điều động điều đó lại càng thêm phần tốt đẹp yến cực ánh mắt híp lại hàn quang không ngừng lóe ra tốt ta hiểu được rồi Bàng tuyết nữ thần tế tự rời cả băng thần tháp chính là thời cơ chúng ta tiện tay động thủ. Tế thông thúc, chúng ta nên thương lượng cụ thể một chút về kế hoạch để cho thêm phần tỉ mỉ chi tiết đi. Có nhân thủ của ngài phối hợp, ta đã được tăng cường thêm phần thắng chắc rất lớn rồi. Một lúc sau, Yến Cực ly khai khỏi phủ nguyên soái. Thời điểm rời đi, trên mặt hắn đã toát ra một nụ cười tự tin. Nói về vấn đề chiến tranh tại băng nguyệt đế quốc, liệu ai có thể so với cao thủ am tường như tuyết phách đây? sau khi đã cẩn thận an bài những tình huống mấu chốt để thành công thế lực do yến cực tự thân âm thầm bồi dưỡng cũng không hề đơn giản như vậy hoàng cung thủ hộ quân đoàn mặc dù là trung kiên nhưng cũng không phải là mỗi một cá nhân trong đó đều nhất loạt trung kiên huống chi còn có mẫu hậu của hắn ở trong cung thực là con trai của một người đàn bà kỳ quái dễ dàng nhân tiện ra quyết định hướng đến huynh đệ cùng cha ruột mà tự mình xuống tay yến phong bình tĩnh nói Tuyệt vách mỉm thời. cười yến cực quả thật là loại người như vậy vì leo lên ngôi vị hoàng đế hắn đã không phải chỉ ngày một ngày hai mà bố trí người như vậy đâu căn cứ và tin tức của chúng ta vừa mới nhận được để ủng hộ hắn thì nại tư nguyên soái đã bí mật điều khiển đại quân trong tay khoảng cách nại tư đóng quân rất gần với băng nguyệt thành mặc dù yến cực không nói rõ vị trí nhưng quân đội đối phó với băng tuyết như thần thế tử nhất định phải điều từ quân của nại tư bên kia mà ra ngũ hoàng tử mặc dù đã chiếm được sự ủng hộ của lạp mẫu nguyên soái nhưng lạp mẫu nguyên soái cách rất xa hoàng thành cho dù có thể điều động cũng không dễ dàng huống chi còn có ta nắm giữ quân đội che ở bên sườn trong của quân đội lập mộ nguyên soái muốn điều quân trở về bắc nguyệt thành hắn tất phải đi qua lãnh địa do quân đội của ta đồn trú cho nên bất luận là đại hoàng tử hay là ngũ hoàng tử đều phải tranh thủ sự ủng hộ của ta về tính hữu dụng đó từ trước tới nay đế quốc cũng không sợ quân lực nắm giữ trong tay mấy vị nguyên soái chúng ta đúng là bởi vì ở thời điểm không có chiến tranh mấy người nguyên soái chúng ta phải ở trong băng nguyệt thành hơn nữa trong mỗi tòa thành của đế quốc đều có không ít quân đồn trú nhưng cách làm này cũng khó tránh khỏi khiến cho thế lực của các nguyên soái trở nên quá lớn. Một khi có một vị nguyên soái nào muốn tạo phản đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với đế quốc. Yến Phong ngẩn người nói, Chà, người cùng ta nói mấy cái vấn đề này là... Tuyết Phách mỉm cười. Tựa như tiền thu vào trong tay mới là của chính mình. Đều giống như thế, binh quyền chỉ hoàn toàn nắm trong tay của đấng quân chủ thì ngươi mới có thể chính thức nắm giữ cả đế quốc. Cho nên chờ khi ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế, ngay sau đó phải là một việc trước tiên chính là phân cắt quyền lực của các nguyên soái yến phong trong lòng như sôi sục hắn biết tuyết cực làm như vậy hoàn toàn là vì hắn mà suy nghĩ kiên định gật gật đầu nếu ta thật sự có thể ngồi lên ngồi báu nhất định sẽ nghe sự phân phó của người các vị trí tướng quân trọng yếu trong quân đều phải đổi thành người của chính mình nắm giữ tuyết phách trong lòng tầm than mặc dù ngươi là con rể của ta nhưng vì huyết sư giáo ta cũng đành phải làm như vậy thôi ngươi lại có bao nhiêu người giữ chứng mình đây chuẩn xác mà nói nên đổi thành người một nhà cổ huyết sư giáo chúng ta đến lúc đó thế lực trong quân đội người đã hoàn toàn mất đi quyền lực rồi niệm bằng đầu hắn còn không thấy xuất hiện là sao yến phong hỏi tuyết phách nhíu mải nói ta đã không để ý có lẽ hắn còn đang nghỉ ngơi thì phải buổi tối ngày hôm qua niệm băng ở tại tịnh xá truyền ra một năng lượng kỳ dị ba động hắn đã cảm giác được nhưng cũng phải đến khi niệm băng lấy phương pháp linh hồn truyền âm thông báo không được quấy dày thì mới không đi quấy nhiễu quá trình thanh tu của hắn Vốn kế hoạch hôm nay cùng với ấn cực hội đàm phải có niệm băng tham dự, nhưng hắn cũng không thể đến. Thay một thân ma pháp bà mới tinh, niệm băng chính mình bước ra khỏi phòng, hít thở không khí mới có phần lạnh lẽo, cảm thụ năng lượng không ngừng di động trong cơ thể, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười khẽ đắc ý. Lệ Trung Huyệt đã mở ra, khiến cho hắn thấy hy vọng vào tương lai của bản thân. Mà dù theo như lời của áo tư tạp, có mở được lệ Trung Huyệt cũng khiến cho hắn hiểu được bản thân mình, còn chưa thể chống lại được băng tuyết nữ thần tế tự, nhưng hắn lại càng hiểu hơn về tầm quan trọng của thiền nhãn huyệt nếu không có thiền nhãn huyệt thì lệ trung huyệt đã không có khả năng mở ra nhanh như vậy thổ bàn tờ quả nhiên nói đúng thiền nhãn huyệt là linh mẫn huyệt có nó chính mình tiện thể sẽ càng dễ dàng tu luyện đến cảnh giới cực cao từ ngực có thể cảm nhận rõ ràng một cỗ khí lưu ấm áp nệ băng phát hiện ra mà pháp lực của bản thân so với trước kia ổn định hơn rất nhiều sau ngày thiên hoa bài bị hủy đi đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này tốc độ hấp thu tiền tiên chi khí rõ ràng so với trước nhanh hơn không ít sau khi mở ra lệ trung huyệt địa băng mờ mờ có thể cảm giác được tiên thiên chi khí đối với việc tu luyện bài đại khấu huyệt có quan hệ rất lớn chỉ có hoàn toàn lợi dụng tiên thiên chi khí mới có thể khiến cho hắn tiến hóa nhanh hơn nhờ nắm giữ được phương pháp hấp thụ tinh hoa thiên địa tốc độ hấp thu tiên thiên chi khí của hắn rõ ràng tăng cường chỉ là cho tới bây giờ niệm băng đã không biết rõ giữa tiên thiên chi khí và ma pháp lực của mình thì đến tột cùng có cái gì liên lạc với nhau chẳng lẽ thật sự chỉ là đơn giản là phụ trợ tác dụng thôi sao lại một tháng mau chóng trôi qua, sự kiện phát sinh của nhị hoàng tử đã từ từ được thu xếp bình ổn, cả tòa Bắc Nguyệt Thành đã bình tĩnh trở lại. Nhưng bên trong, mọi người đều hiểu được rằng trước khi bão tháp nổi lên thì mọi thứ đều yên tĩnh như vậy. Tại mật thất Bắc Nguyệt Đường chi nhánh huyết sư giáo, đại trưởng lão thở dài một tiếng nói. À... Xem ra, thiên phú mới là trụ cột của một đỉnh cấp cao thủ Mấy lão đầu bạc chúng ta trong khoảng thời gian qua đều đã thử qua tất cả các loại phương pháp khác nhau nhưng đều không thể khiến cho chúng ta cảm nhận được một tí tiền thiên trì khí nào. Càng không phải nói đến bảy cái khiếu huyệt mà ngươi đã miêu tả. Chúng ta đều đã già rồi. Thời gian đã không cho phép chúng ta có thể làm thêm một đột phá trọng đại trong đời được nữa. Địa băng sau khi mở ra lệ trung huyệt cũng không hề nóng lòng lục loại tìm cách sử dụng lệ trung huyệt mà lại không ngừng khổ tu ma pháp lực của chính mình bằng và tác dụng điều hòa của tiên thiên chi khí đẩy mạnh tốc độ tiến bộ của ma pháp lực còn thiên nhãn huyệt sau khi đạt đến trung kỳ cảnh giới cũng đã mang đến cho hắn rất nhiều điều kinh hỉ trước kia không thể khống chế được những vi lượng cực tiểu nhưng bây giờ đều đã có thể thoải mái mà làm đặc biệt là đối với những ảnh khôi lỗi đã có thể khống chế một cách vi diệu cùng với sự biến hóa của thiên nhãn lĩnh vực đã đạt đến một tầm ca mới tiên thiên lĩnh vực quả nhiên cũng theo sự gia tăng của tu vi mà được tăng cường Hắn thực sự hy vọng bảy vị trưởng lão có thể trở nên mạnh hơn nữa. Bảy vị trưởng lão đều là các vũ thánh hoặc ma đạo sư thâm niên. Nếu bọn họ có thể đột phá cảnh giới tới tân cảnh giới mới, vậy thực lực của huyết sư giáo chắc chắn sẽ nâng lên một bậc thang rất cao, thậm chí có thể giải quyết được cả những hạn chế về tuổi tác của bọn họ. Nhưng quả thực tiên thiên chi khí cũng không phải dễ dàng như trong tưởng tượng. Dù địa băng đã không hề lưu lại chút gì, hoàn toàn đem hết những lĩnh ngộ trong quá trình tu luyện nói cho bảy vị trưởng lão. Nhưng một tháng đã qua, bài vị trưởng lão vẫn cứ bảo trì cảnh giới vốn có lúc trước thậm chí là một tia tiên thiên chi khí cũng không có sinh ra đại trưởng lão ngài cũng không cần phải nản trí còn nghĩ chỉ cần cố gắng các vị trưởng lão nhất định sẽ có được đột phá niệm măng vừa nói vừa cân nhắc những sơ hở trong quá trình tu luyện nhưng hắn lại phát hiện ra rằng chính mình có thể mở ra thiên nhãn huyệt và lệ trung huyệt đại bộ phận đều là bởi vì hoàn cảnh đặc thù cùng với vận khí mà đạt được mấy thứ này thì làm sao mà truyền thụ được đây? Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên khiến cho nệm băng bừng tỉnh lại từ trong suy nghĩ. Vào đi. Cánh cửa mở ra, băng nguyệt đường, đường chủ ngân nãng từ bên ngoài tiến vào, công kinh nói. Giáo chủ, băng tuyết Đức thần tế tử đã rời khỏi băng thần tháp, đang hướng về phía băng nguyệt thành mà bay đến. Theo cùng còn có sứ giả của băng nguyệt đế quốc. Niệm băng nhãn tình sáng rực lên, tốt, quả nhiên là đã đến. Ngân đường chủ, truyền lệnh của ta, 500 huyết vệ binh cổ huyết dự đường chuẩn bị, tùy thời mà xuất kích. Bài vị trường lão, các ngài cũng nên động thủ thôi. Vừa nói xong hắn từ trong lồng ngực lấy ra bảy ma pháp quyển trục, phân ra lần lượt đưa cho bảy vị trưởng lão. Bài quyển trục này là vật bảo hộ tính mạng tối hậu, khi sự tình đã không thể xoay chuyển, các ngài cũng không cần biến cưỡng, lập tức mở quyển trục này ra. Những quyển trục này đã được định vị ở trong băng nguyệt thành, các ngài sau khi trở về hãy trực tiếp đến đây chờ ta. Các vị trưởng lão, mọi chuyện đều phải lấy an toàn làm trọng, lần hành động này các ngài phải càng chú ý nhiều hơn. Bài vị trưởng lão trước sau lần lượt tiếp nhận ma pháp quyển trục từ trong tay của Nệ Băng. Đại trưởng lão mỉm cười nói, giáo chủ, người yên tâm đi, muốn tiêu diệt mấy bộ xương già này của chúng ta cũng không phải dễ đâu. Hướng chỉ còn có nhiều người như vậy bao vây, lợi dụng tình thế là chuyện mà huyết sư giáo chúng ta am hiểu nhất đó. Niệm băng cật cật đầu, điều các ngài cần làm chính là kéo dài thời gian. Vạn lần không nên đánh bừa. một khi băng tuyết đưa thần tế tự phát động thần hàng thuật, nhất định phải lập tức sẽ mở quyền trục chạy trốn. Bồn cười nhất là cái tên đại hoàng tử yến cực kia lại cho rằng 10 cao thủ cấp bậc vũ thánh có thể giết được một vị thần hàng sư nhưng chắc hắn đã không biết đến uy lực của thần hàng thuật chân chính với cảnh giới ma đạo sư và vũ thánh mà tiến đến thần hàng sư cùng với thần sư mặc dù chỉ cách biệt một cảnh giới nhưng thực lực cũng đã hơn kém không biết bao nhiêu lần lúc trước băng tuyết nữ thần tế tự chỉ mới trở thành thần hàng sư cũng không lâu đã có thể dựa vào thực lực của bản thân đối đầu với ba đại cao thủ ma đạo sư bao gồm cả hỏa diễm sư vương dung diễm mà toàn thắng trở về. Hôm nay đã là 20 năm sau, bà ta tuyệt đối lại càng cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên có thể cùng 11 cao thủ vũ thánh cùng ma đạo sư đối địch. Nhưng một khi bà ta không tiếc hao phí pháp lực lại chấp nhận chịu sự tổn hại của bản thân mà thi triển thần hàng thuật, cho dù số lượng cao thủ có thêm nhiều hơn, cũng vô pháp chống đỡ. Niệm băng đã từng nghe mấy vị lòng vừa có nói qua, cho dù với thân thể cường hãn của Long Vương, nếu một khi 12 cấp ma pháp cấm chú thi triển ra, thì giới công lực công phá kinh khủng của siêu cấp ma pháp ấy cũng phải chịu thương tích không nhỏ. Cho nên trở khi vạn bất đắc dĩ, ai cũng không dễ dàng gì mà thi triển hơn 11 cấp ma pháp. Dù sao tác hại của nó cũng quá lớn, vì thế hắn chỉ giao nhiệm vụ này cho bảy vị trưởng lão cầm cự, chứ không phải là liều chết đánh giết. Cùng với đề băng bên này, đại hoàng tử cũng đã đồng thời phản ứng, năm ngàn tinh binh sớm đã được đại hoàng tử an bài bên trong các đình viện bí mật của băng nguyệt thành chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng lập tức có thể triển khai hành động Nệm mang một mình trở lại bên trong lựa điếm băng nguyệt thành sắp sửa phát sinh đại biến dung chuyển trời đất hắn phải đảm bảo sự an toàn cho miêu miêu Nệm mang ca ca huỳnh đã trở về rồi thật tốt quá hôm nay bằng vân tỷ tỷ đã đi khỏi miêu miêu chỉ còn có một mình rất là buồn chán đó miêu miêu hì hì cười chạy đến trước người dùng sức lắc lắc, lắc lôi kéo bàn tay to của hắn nếu băng tự nhiên biết băng vân đi làm việc gì băng tuyết đơn thần tế tự đã tới băng nguyệt thành băng thần tháp đệ tử tự nhiên phải ra khỏi thành nghênh đón nàng ta vắng mặt cũng tốt đỡ cho mình phải dùng thủ đoạn để tránh né mỉm cười nói mê miêu hãy đi cùng đệ băng ca ca nào ca ca tìm cho muội muội một chỗ mới tốt hơn nhiều mê miêu ngật người nói còn băng vân tỉ tỉ thì, thì phải làm sao bây giờ tỉ trở về mà không thấy chúng ta sẽ rất sốt ruột đó nữ băng mỉm cười nói không việc gì ca ca sẽ liên lạc với nàng ta sau đi nhanh nào chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này Hắn còn rất nhiều việc phải làm, một khác cũng không muốn chậm trễ. Miêu miêu sắc mặt có chút trắng bệch, "Kaka, có phải là bởi vì Băng Vân Tỷ Tỷ muốn bắt huynh đúng không?" Lúc này đến lượt niệm Băng dùng mình, "Miêu, muội cũng đã biết rồi sao?" Miêu miêu gật đầu nói, "Muội nghe được Băng Vân Tỷ Tỷ dùng thủy thích cầu cùng người khác nói chuyện muốn bắt huynh về cái tháp gì đó, kaka, muội thấy Băng Vân Tỷ Tỷ là một người rất tốt nhưng không biết vì lý do gì tỷ ấy lại muốn bắt huynh đi." Niệm Băng than nhẹ một tiếng nói, <laughs> "Việc này một hai câu cũng không thể giải thích rõ ràng được." Về sau này Kaka sẽ nói cho mọi nghe, chúng ta nên đi thôi. Trong băng nguyệt thành này sắp phát sinh biến hóa rất lớn, Kaka mang muội đến một nơi an toàn cái đã. Khi mọi chuyện bình yên trở lại, Kaka sẽ đưa muội về nhà có được không? Miêu Miêu nhu thuận gật đầu, vội vàng chạy trở về phòng, thu nhặt chút hành lý đơn giản của mình. Niệm băng cũng không có phát hiện, trong cặp mắt to tròn động lòng người kêu của Miêu Miêu hiện lên một tia quang mang giả hoạt. Niệm băng cùng Miêu Miêu thẳng tiến vào bên trong mật thất của băng nguyệt đường, lệnh cho bọn hạ nhân của huyết sư giáo chưa cố thật tốt cho miêu miêu sau đó hắn tiện thể lập tức rời khỏi băng nguyệt đường nhắm thẳng phổ nguyên soái mà đi lúc này 500 huyết vệ huyết sư đường của huyết sư giáo đã tập kết xong trong mật thất miêu miêu khẽ mở cửa trộm nhìn quanh các hướng ở bên ngoài lúc này bọn giáo chúng của huyết sư giáo vì sắp đến thời khắc hành động cho nên đều vô cùng bận rộn không hề có ai chú ý đến tiểu nha đầu này một lần nữa đem cánh cửa sau lưng đóng lại thật khẽ miêu miêu hì hì cười nhẹ giọng ngâm sướng vì ta, Hy Vân, gọi tên ngươi về, xuất hiện đi nào, dùng vật của ta, cường cường. Đôi mắt Miu Miu lé lên ánh hào quang nhu hòa, một cái lục mang tinh màu trắng rõ ràng xuất hiện trước mặt của nàng. Quang mang chật lóe lên, thình lình có một con gì đó đen ngòm đã xuất hiện ở dưới đất trước mặt nàng. Nếu lúc này mà có ai đó bắt gặp cảnh tượng kia, nhất định sẽ phải giật mình đến không thể ngậm miệng lại được, bởi vì xuất hiện trước mặt Miu Miu là một con rán thật lớn, ước chừng có lẽ đó là một con rán lớn nhất có thể tồn tại được trên cõi đời này đường kính thân thể của nó cũng chừng một thước long lánh tỏa ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, hai sợi dâu rất nhỏ đông đưa đâm tủa thân thể đang quỳ dạp trên mặt đất vẫn không hề nhúc nhích một chút nào miêu miêu đá con rán một cước sảng rộng, không được ngủ trong mấy con tiểu dùng vật của ta người là một tên lười biếng nhất trong bọn chúng đó con rán lớn lúc này mới giật giật ở trên chân của miêu miêu cọ cọ vài cái thân thiết trong đôi mắt miêu miêu quang mang chật lóe trên mặt đất thân thể con rán lớn xoay tròn một vòng rất nhanh một tầng khí đen lay động giữa không trung hắc quang bao phủ lấy thân thể của miêu 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 tiến về phía trước một bước đứng ở trên lưng con rắn con rắn khổng lồ này được nàng gọi về cũng không có lực công kích gì nhưng lại là một con vật có tài hóa thần tốt nhất khi còn đang ở giai đoạn đệ nhất biến con rắn từng bằng vào khả năng biến ảo của mình tiện thể cũng đã lừa gạt cả phụ nữ bây giờ đã bước sang giai đoạn đệ nhị biến công năng thủ hộ của nó lại càng mạnh hơn dưới quang mang hắc sắc vây quanh miêu miêu lại ngầm sướng tiếp vì ta vì hân gọi ngươi về xuất hiện đi nào sùng vật của ta điềm điểm, điểm quảng mạng chợt lóe một cái đầu chuột thật lớn đã được hình thành con chuột lớn điềm điềm loạn choạng ngoài cái đuôi cái mông đầy mỡ của nó ngọ nguậy nó dùng đôi mắt màu đỏ sậm nhỏ nhắn của mình nhìn miêu miêu thông qua tinh thần lực đặc thù của bạch nhân miêu miêu lập tức ra lệnh cho Điểm điềm đến lượt con chuột béo nhà ngươi làm việc rồi ám ma thừa chính là cao thủ trong việc truy tìm điềm điềm ngươi tiện thể ở phía trước dẫn đường đuổi theo niệm mang ca ca cường cường ngươi đi theo sau Điểm Điểm nhưng không được để mất dấu nghe chưa con chuột Điềm Điềm có điểm giống với cường cường lúc trước, nhanh chóng di chuyển trên mặt đất, thân thể to lớn của nó đã rất nhanh chui xuống lòng đất, mà con rắn cường cường trên lưng hắc sắc quang màng rõ ràng càng thêm cường thịnh. Miêu Miêu đặt thân ngồi xổm xuống, dưới tác dụng của hắc quang kia, tự như cùng với thân thể của con rắn hòa vào làm một. Động tác của con rắn rất nhanh, vụ một cái đã nhân tiện đuổi theo Điềm Điềm chui xuống đất mà đi. Mật thất Băng Nguyệt Đường vốn được bảo vệ nghiêm ngặt, thế nhưng đã bị thủng một lỗ rộng hơn cả thân người. Kỳ thật ngay cả Miêu Miêu cũng không nghĩ tới, nàng luôn rất muốn cùng địa Băng ở cùng một chỗ. Băng Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung Dù đã thập phần suy yếu, thế nhưng Đế Quốc Hoàng Đế Yến Thiền Nam, sau khi nghe được tin tức băng tuyết nữ thần tế tự sắp đến, tinh thần rõ ràng cũng đã tốt lên không ít. Dưới sự giúp đỡ của bọn cung nữ, lão hoàng đế nửa thân người ngồi dậy hướng đến đoàn trưởng hoàng gia thủ hộ quân đoàn Lỗ Đạo Phu, hạ lệnh. Lỗ Đạo Phu, băng tuyết nữ thần tế tự đã thấy băng tuyết thành rồi ư ta thân thể không được tốt, người nhân tiện đại diện cho ta, lập tức dẫn ba nghìn tinh binh hoàng gia thủ hộ quân đoàn đến cửa thành nghênh đón. Ta nghĩ các cao thủ có băng thần tháp đã đi trước rồi. Lỗ Đạo Phu là người ngay thẳng, được Yến Thiên Nam tín nhiệm rất lớn. Hắn có chút kinh ngạc nói, bệ hạ, băng tuyết ở thần tế tự đại nhân vốn là cường giả tối thượng tồn tại trên đại lục, lại có người của băng thần tháp bọn họ ra nghênh đón. Thần nghĩ không cần thần phải đi nữa, bảo vệ an toàn của bệ hạ thì mới là chức trách trọng yếu nhất của thần. Thần nghĩ bằng tuyết đưa thần tế tự đại nhân cũng sẽ không để ý đến mấy lễ tiết này đâu. Yến Thế Nam đã cho bọn cung nữ tả hiểu lùi ra phía sau, hít sâu một ngụm khẩu khí, chân tính lại chút tinh thần nói. Ta đương nhiên biết bằng tuyết đưa thần tế tự không cần phải chào đón. Ta cho người đi ngành tiếp nàng ấy, nguyên nhân lớn nhất không phải là bằng tuyết đưa thần tế tự. Bằng tuyết đưa thần tế tự sắp đến, dĩ nhiên đại hoàng tử với thế lực của y không lý do gì lại không biết. Lấy tài trí của hắn mà xét, cho dù trước đó không nghĩ tới quyết sách của ta, thì vừa nghe nói băng tuyết nữ thần tế tự xuất hiện tất nhiên sẽ có phản ứng tại thời điểm này vân nhi lại là người có thể gặp phải nguy hiểm lớn nhất ta cho người đi đón băng tuyết nữ thần tế tự chính là muốn người thuận tiện đem yến vân đón vào trong cung lúc này đã có băng tuyết nữ thần tế tự tọa chấn ta có thể tuyên bố người kế thừa ngôi vị ta mặc dù là tuyệt đối chủ nhân ở trong hoàng cung này nhưng cũng có thể làm cho ta tín nhiệm cũng chỉ có một mình người hoàng cung thủ hộ quân đoàn mặc dù chỉ có một vạn người nhưng cao thủ nhiều như mây. Người dẫn theo ba nghìn người đi đón Yến Vân trở về mới có thể đảm bảo an toàn của hắn. Người yên tâm, ta nhất định sẽ kiên trì đến lúc các ngươi trở về. <laughs> một hơi nói nhiều như vậy, lão hoàng đế có chút khó thở, liền ho vài tiếng, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch, không còn một chút khí sắc nào. Lỗ đạ phu trong lòng cả kinh, hắn nhịn không được đành nói. Bệ hạ, ý của ngài là điện hạ có thể gây khó khăn cho ngũ điện hạ ư? Yến Điện Nam cười khổ nói. Mặc dù lúc trước ta tại thời điểm bước lên ngôi vua, ngươi còn chưa được tiến vào hoàng cung. Nhưng người đã nghe nói qua, ta làm thế nào mà kế thừa ngôi vị hoàng đế rồi chứ? Vì có thể nắm giữ quyền lực của một quốc gia, cho dù đối mặt chính là thân huynh đệ của chính mình, thì cũng chẳng cần nề nang gì mà không hạ thủ. Tốt lắm. Ngươi nhân tiện mau đi đi. Càng chân chờ thì càng dễ sinh biến. Ta nghĩ đại hoàng tử đã nhanh chóng điều động binh mã rồi đó. Bệ hạ, thật hoàng tử cầu kiến. Ngài ấy còn cố ý mang theo một vị thầy thuốc giúp ngài chữa bệnh ngoài cửa truyền đến thanh âm của tổng quản thái giám yến thiên nam trên mặt toát ra một tia mỉm cờ nhạt nhạt e rằng trong lòng chỉ có đứa con thứ bảy này mới có thể khiến chính mình an lòng một chút từ sau khi yến phong cùng tiểu nữ của tuyết phách là tuyết ngọc kết hôn đến nay yến phong cứ cách vài hồi mỗi ngày đều mang vào hoàng cung thăm nom yến thiên nam hắn mặc dù rất ít nói nhưng yến thiên nam lại nhìn thấy được sự ân cần xuất phát từ trong lòng của đứa con trai này làm cho yến thiên nam vui mừng lại chính là đứa con mà mình ít quan tâm để ý nhất Hắn chưa bao giờ hướng mình đưa ra yêu cầu gì. Mỗi lần đến đều chỉ lặng lặng bầu bạn với mình một đoạn thời gian rồi lặng lẽ rời đi. Ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu, âm thanh của hắn vẫn thường lãnh đạm như trước đây. Yến Thiền Nam đột nhiên phát hiện, cả đời mình làm vua, rốt cuộc đến cuối cùng ở bên cạnh mình trăm non cũng chỉ có mỗi một đứa con trai này. Yến Thiền Nam hướng ánh mắt tới Lỗ Đạo Phu nói, để cho hắn vào đi. Lỗ Đạo Phu cung kính hướng Yến Thiền Nam hành lễ rồi mới lui ra ngoài, hắn đã dựa theo mệnh lệnh được Yến Thiên Nam giao phó mà thi hành. Cánh cửa lại mở ra, Yến Phong dẫn theo một gã trẻ tuổi mặc áo vải màu xám đi vào. Yến Thiên Nam mỉm cười nói, Phòng nhi, con như thế nào lại tới nữa rồi? Sao không ở nhà mà bồi tiếp thê tử của mình đi? Đáng tiếc phụ hoàng thân thể đã không thể đi đứng được nữa, nếu không nhất định sẽ chủ trì hôn lễ cho các ngươi Yến Phong cúi đầu đi đến bên cạnh Yến Thiên Nam, rồi ngồi xuống vật y như trước đây lạnh nhạt nói phụ hoàng người lấy lấy thân thể làm trọng hôm nay hoàng Nghi mang đến một vị quan hệ ma pháp sư có lẽ hắn đối với việc trị liệu thân thể của người sẽ có vài điểm hữu dụng nhất định vừa nói ánh mắt của hắn cũng nhất thời chuyển hướng đến thanh niên mặc áo xám ở trong phòng người mặc áo xám này chính là niệm băng vừa nghe yến phong giới thiệu về mình liền vội vàng cung kính hướng về yến thiên nam hành lễ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị quốc vương của băng nguyệt đế quốc Lúc này, vị quốc vương chẳng khác gì một lão nhân già nua theo năm tháng, đã không còn chút uy nghiêm nào của một vị đế vương. Địa bằng xin ra mắt bệ hạ. Yến Thiên Nam miễn cưỡng nhấc tay xuống nói, đừng lên đi, không cần phải phiền toái như thế. Thân thể của ta, ta tự rõ hơn ai hết. Phòng nhi, hôm nay còn tiện thể ở nơi này nói chuyện với ta nhiều hơn một chút đi. Thời gian còn lại của phụ hoàng cũng đã không còn nhiều nữa rồi. Hy vọng cuối cùng của ta là khi chết đi còn có một đứa con trai ở bên cạnh tiễn biệt. Yến Phong trong mắt toát ra một tia quang mang phức tạp. Sau nữa, ngài hắn mới yên lặng gật đầu. Lúc này, trong lòng hắn hiện lên vẻ mặt của mẫu thân khi người đó hồn lìa khỏi xác, vẻ mặt đó cả đời hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được. Yến Thiên Nam ánh mắt có chút mông lùng, thở dài một tiếng nói. Kể thật ta đã biết rất là có lỗi với mẫu thân của con sinh còn ra trong thế giới này căn bản là một sự ngoài ý muốn của ta. Ta không phải là một người cha tốt, cũng không phải là một vị vua tốt. Cả cuộc đời này của ta cứ vội vội vàng vàng mà trôi đi mất. Mắt thấy muộn thì cũng đã kết thúc rồi. Kết thúc hết rồi. đệ băng bình tĩnh đến bên giường, nâng nửa thân trên của Yến Thiên Nam dậy. Lúc Yến Phong cùng đệ băng tiến vào gian phòng phía sau, nhất thời đi theo sau còn có 8 tên cao thủ hoàng cung. Bọn họ đều có thực lực của vụ đấu gia, Ngoại trừ người được Yến Thiên Nam tín nhiệm nhất thì bất cứ người nào đến gặp lão đều sẽ có mấy tên thị vệ hoàng cung này dẫn đường. Mắt thấy niệm bằng hướng về thân thể của Yến Thiên Nam, tám thiên hộ vệ đồng thời đều tiến lên một bước. Niệm băng liếc mắt một cái nhìn về đám hộ vệ này thấp giọng nói. Bệ hạ, có thể để Thảo dân thừa một lần không? Có lẽ đối với ngài sẽ có chút giúp ích nào đó. Yến Thiên Nam gật đầu. Khó mà có được một mảnh hiếu tâm của Phong Nhi. Người tiện thể xem thử một lần đi vậy. Dù sao ta đối với bản thân cũng đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Để mang hít sâu một ngụm cầu khí, một tay đỡ lấy thân thể của Yến Thiền Nam, tay kia dán chặt lên lưng lão. Thông qua thiên nhãn huyệt linh mẫn cảm thụ, hắn rất nhanh đã rõ tình hình thân thể của Yến Thiền Nam. Mặc dù hắn đúng là mang trong mình một mục đích khác khi đến nơi này, nhưng cũng không khỏi cố đầu phát ra một tiếng kinh hồ khẽ khẽ. Yến Thiền Nam lại nhạt cười nói, đã phát hiện được rồi sao? Ta hiện tại có thể duy trì cái mạng này, đều là nhờ vào các loại dược liệu quý giá khác nhau điều chế nên mới ở thời điểm không còn trẻ này mà còn chưa ra đi được vì ngay lúc này đây tại nơi đây đang diễn ra việc tranh đoạt ngai vị hoàng đế nên ta lại gắng gượng chút hơi tàn ta đã bị thương rất nặng ngũ tàng trong cơ thể đã chịu tổn thương lớn mặc dù đã trải qua quá trình điều trị nhiều năm nhưng vẫn như trước không hề có chút khởi sắc thêm nữa là một đế vương phải đối mặt với quá nhiều sự cám dỗ tửu sắc càng làm thương tế thêm phần nghiêm trọng thân thể của ta sớm hoàn toàn bị thối hóa bản thân không thể cứu chữa được rồi ta dù sao cũng đã từng tu luyện vũ kỹ đối với thân thể chính mình thập phần tinh tưởng quảng minh ma pháp mặc dù tác dụng trị liệu cực mạnh nhưng không thể chữa được bệnh dù cho là ma pháp sư cường đại đi nữa cũng không có khả năng một lần nữa hồi sinh thân thể cho ta ta đã nghe bằng tuyết đức thần tế tự nói qua Thân thể ta như vậy nếu muốn có thể khôi phục, trừ phi có 12 cấp quang mình ma pháp thần hàng thuật trợ giúp cho ta một lần nữa tái tạo lại toàn bộ gần cốt cùng ngũ tạng trong cơ thể mới có thể hồi phục sinh cơ. Nhưng khắp cả ngưỡng quang đại lục này, làm gì có một cao thủ như vậy, cho nên các người không cần phải uổng phí khí lực nữa. Niệm măng rõ ràng cảm nhận được, thân thể của Yến Tiên Nam đang suy kiệt đi rất nhanh. Lão bây giờ quả thật chỉ còn một hơi tàn, dù ý niệm chấp nhất còn khiến lão chưa chết đi, nhưng một khi chút hơi tàn này đã xong thì tính mạng của lão cũng theo đó mà chấm dứt niệm bằng chậm rãi nhắm mắt lại thông qua sự thúc đẩy của linh hồn luồng tiên thiên chi khí nồng hậu chậm rãi theo hữu trường của hắn quán nhập vào trong cơ thể của yến thiền nam hắn phát ra tiên thiên chi khí với tốc độ rất chậm bởi thân thể của yến thiền nam đã rất suy yếu nên sẽ khó mà chịu đựng nổi nếu đột ngột truyền vào cỗ lực lượng lớn yến Thiên nam chấn động toàn thân dưới tác dụng điều hòa của tiên thiên chi khí trên mặt lão tản mát ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ vốn thần sắc không ngừng suy yếu tại giờ khắc này lại có vẻ như đã khá hơn rất nhiều trong mắt lão toát ra sắc thái kinh ngạc à đây tự hồn như là tiên thiên chi khí mà băng tuyết nữ thần tế tử cũng đã từng dùng tiên thiên chi khí giúp ta trị liệu phòng nhi không nghĩ tới còn có một bằng hữu như vậy lão đương nhiên biết tiên thiên chi khí lại biểu cho cái gì mặc dù lão cảm giác được tiên thiên chi khí của nệm băng cũng không mạnh mẽ như của băng tuyết nữ thần tư tế nhưng tại chỗ nó lại có sự thuần khiết hơn rất nhiều người như vậy tuyệt đối là rất đáng được tôn kính cho nên lão mới không gọi là niệm băng là thủ hạ của yến phong mà xưng là bằng hữu niệm băng nói bệ hạ ngài nên tận lực tiết kiệm lời nói thảo dân muốn sử dụng tiên thiên chi khí này giúp ngài trị liệu một chút thương thế trong cơ thể yến thiên nam lắc lắc đầu vô dụng thôi tiên thiên chi khí của ngươi chỉ có thể cầm cự tính mạng của ta nhưng không cách nào khôi phục những tổn thương bên trong nội tạng bất quá có tiên thiên chi khí của ngươi duy trì Nói vậy ta cũng có thể đợi cho băng tuyết đưa thần tế tự đến đây. Quả thật, tiên thiên chi khí thật sự không thể trị liệu những trọng thương của Yến Thiên Nam. Phát ra trên thân thể của Yến Thiên Nam đã không có cách gì cứu chữa nổi. Nếu băng trong lòng ngược lại cảm thấy gánh nặng đã nhẹ đi không ít. Hắn nhìn thấy được, mấy ngày nay Yến Phong cùng Yến Thiên Nam không ngừng tiếp xúc. Hận ý của Yến Phong đối với vị cha già nua này tự hồ đã giảm đi rất nhiều. Hắn đã từng mấy lần nói qua bản thân rất muốn giết chết lão vua già này. Mặc dù trình hắn rất hận, nhưng không có yến thiên nam cũng sẽ không có hắn tồn tại cho nên hắn mới trong khoảnh khắc cuối cùng này muốn tận hiếu một lần lúc này yến thiên nam thật sự đã không thể cứu được nữa nệ băng nghĩ đến bản thân mình tự nhiên sẽ không gặp phải tâm lý mâu thuẫn nảy sinh trong lòng hắn cũng không phải chỉ lợi dụng yến phong như một công cụ yến phong còn là bằng hữu của hắn kêu yến phong đối đãi với tuyết ngọc đã nói lên tất cả trong nhận thức của nệ băng đã coi hắn như bằng hữu thật sự rồi có lẽ đã có thể nói đó là tình huynh đệ vì đạt được mục đích của mình mà sát hại cha của huynh đệ, Niệm băng liệu có thể làm nổi không? Trước khi đến nơi này, hắn cũng đã quyết định nếu Yến Thiên Nam còn có thể cứu được, cho dù có hành động chính biến lần này, hắn cũng sẽ giúp Yến Thiên Nam chữa trị thật tốt. Khi đó, mặc dù việc Yến Phong kế vị trở nên vô vọng, nhưng ít nhất hôn sự với Long Linh cũng đã được giải quyết tốt rồi. Kể cả Yến Phong cũng không hề biết đến suy nghĩ trong lòng Niệm Băng lại phức tạp đến như thế. Mắt thấy Yến Thiên Nam khi sắc đã có tốt hơn rất nhiều, thần sắc trên mặt hắn cũng nhu hòa hơn một ít. Phụ hoàng, người nghỉ ngơi tính tâm một chút, ta sẽ cùng người ở chỗ này không đi. Yến Thiên Nam lắc đầu nói, không, ta có lời muốn nói với con. Nếu bây giờ không nói, có lẽ từ nay về sau cũng sẽ không còn cơ hội mà nói nữa. Phòng nhi, còn muốn nghe chuyện xưa của ta và mẹ con, cả việc cách nhìn của ta khi đối đãi với con hay không. Không đợi cho Yến Phong trả lời, lão lại tiếp tục nói. Nằm đó, sau khi ta say rượu, đã cứng đoạt thân thể của mẫu thần con, cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại sinh ra con. Vì hổ dữ cũng không ăn thịt con mình Cho dù là mẫu thân của con không có xuất thân tốt Nhưng con dù sao cũng là con trai của ta Nhưng khi đó cho dù ta nghĩ thế Thì đối với mẹ con của các người Một ít việc tốt cũng đã không làm được Có một số việc các người cũng không thể biết Kỳ thật Ta chính thức trở thành hoàng đế Thời gian đến bây giờ cũng chỉ bất quá 10 năm mà thôi Giai đoạn lúc ta vừa kế vị ngôi hoàng đế kia Ta căn bản không thể xưng là nhất quốc chi dân được Yến Phong lạnh nhạt nói Phụ hoàng, ngài không cần phải nói như vậy. Ngài muốn nói cái gì ta đã hiểu. Thực ra ngài có thể lên ngồi được trên vị trí như hiện nay. Tất cả đều là nhờ có sự trợ giúp của hoàng hậu. Không có thế lực khổng lồ của gia tộc bà ta đã không có ngài ngày hôm nay. Nên ngài buộc phải nghe lời của hoàng hậu nói, thậm chí có chút sợ hãi bà ta. Vì thế sau này ngài phải bồi dưỡng thế lực cho mình. Điều này mới được thay đổi. Nhưng khi đó ngài cũng đã chính thức quên đi sự tồn tại của ta rồi. Nếu ta đoán không sai, Hoàng hậu đối đãi với ta cùng mẫu thân ra làm sao, chắc hẳn tất cả ngài đều cũng đã biết. Hoàng hậu cùng mẫu thân của ngũ ca nhất thời lên kế hoạch giết chết mẫu thân của ta, đồng thời đem cho ta một vị sư phó. Các nàng không giết ta đi, nhưng lại muốn nhìn ta trở thành một nỗi nhục của hoàng thất băng nguyệt đế quốc, bị người đời chê cười. Ta nói như vậy có đúng không? Yến Thiên Nam có chút kinh ngạc nhìn Yến Phong, cười khổ nói, nguyên lại còn cái gì cũng đều đã biết, xem ra ta đã coi thường con rồi. Yến Phong than nhẹ một tiếng nói, nếu cả việc mẫu thân mình bị giết như thế nào cũng không rõ thì ta đã uổng câu ngài sinh ra ta rồi sao phụ hoàng người nghỉ ngơi đi ta không muốn nghĩ bản thân mình có thể hận người bất luận người đối đãi với ta như thế nào thì ta trên người vẫn luôn chảy huyết thống của người ta nguyện ý bồi tiếp người đến tận thời khắc cuối cùng không thể nói hận cũng không thể nói yêu chỉ đơn giản ta là con của người yến thiên nam ánh mắt đã có chút ơn ướt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của yến phong lão chỉ đành thở dài một tiếng nhân lúc chưa chết, ta có một lời chân thật muốn nói. Hải Nhi, ta thật xin lỗi mẹ con các người. Đáng tiếc ta đã không có cái gì để bồi thường cho con. Chờ ngũ ca còn đến đây, từ nay về sau, ta sẽ dặn dò hắn, sau này đối đãi với con thật tử tế. Có tuyệt nguyện soái đứng sau con, ta nghĩ con sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn trước kia rất nhiều. Ta cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. niệm măng vẫn như trước duy trì tiên thiên chi khí, nhìn thấy yến thiên nam như vậy cũng không khỏi nhớ tới người cha của mình miễn cưng ức chế tình cảm nội tâm không để bộc phát xem ra hôm nay thật sự sẽ phải quyết định tất cả mọi chuyện thôi yến thiên nam à nếu ngươi thật sự muốn bồi thường vậy thì cứ dựa theo kế hoạch ta đã soạn sẵn mà nhất quyết tiến hành thôi kế hoạch của hắn vốn nhất định đánh cuộc từ bên trong đại điện này mà ra chỉ có thể làm cho yến thiên nam chính thức dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành thì cuộc hành động biến thiên lần này mới có thể hoàn mỹ nếu không tất cả đều khó mà nói được nếu ở hoàng cung bên này Yến Phong đang chăm nom cho cha mình, thì lúc này ở phía ngoài băng Nguyệt Thành, những cao thủ của băng Thần Tháp đã chuẩn bị thật tốt để nghinh đón người có vị trí trí cả vô thượng trong tâm trí bọn họ, băng tuyết nữ thần tế tử. Băng Vân đứng trong nhóm 30 băng hệ ma pháp sư danh dự ở hàng phía trước. Tại hàng ngũ ma pháp sư này, thực lực của nàng mặc dù không phải là cực mạnh, nhưng nàng là đệ tử được sủng ái nhất của băng tuyết nữ thần tế tự, đồng thời cũng là đệ tử có thiên phú tốt nhất của băng thần tháp. Ngày hôm nay, Băng Tuyết Nữ Thần Thế Tự thông qua thủy tiên cầu liên lạc với nàng, chỉ đơn giản nói chuyện vài câu với nhau. Băng Tuyết Nữ Thần Thế Tự cũng không có nói thêm cái gì khác, chỉ nói cho băng vân biết đích thân bà ta sẽ đến băng nguyệt thành, bảo nàng tu hợp tất cả chúng nhân của băng thần tháp ra tiếp đón. Nhận được tin tức của băng Tuyết Nữ Thần Thế Tự, băng vân từ nội tâm phát ra một trận cao hứng. Nàng mơ hồ có cảm giác rằng sứ phó của mình dường như đã có đột phá mới ở lĩnh vực ma pháp. Sự đột phá này rốt cục đến trình độ gì thì khó mà có thể đoán trước được. Đồng thời trong lòng nàng cũng có chút buồn giàu vô cớ. Nàng cũng không biết liệu sư phó của mình có bắt nệ băng đem về băng thần tháp hay không. Cho dù thực lực của niệm băng có cường đại đây chăng nữa, hắn cũng không có khả năng đối địch với sư phó của mình. À, điều này rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Băng Vân không thể khẳng định khi niệm băng bị bắt thì hắn sẽ phải chịu sự trừng phạt gì. Lỗ Đà Phu, sau khi tiếp thủ ý kiến của Yến Tiền Nam, chọn từ trong hoàng gia thủ vệ quân đoàn những thị vệ bình tình nhuệ nhất, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai hoàng cung hắn lệnh cho 20 người thẳng đến Bắc Môn mà đi, còn hắn thì đi theo 3.000 chiến sĩ của thủ hộ đoàn trực tiếp đến phủ đệ của ngũ hoàng tử. Ngay đón bằng tuyết đưa thần tế tự thì không cần bao nhiêu người, chỉ cần cùng bà ấy gặp nhau trên đường đi về hoàng cung, vừa lúc đi ngang qua phủ đệ của ngũ hoàng tử thì chính mình cùng với các thủ hạ của ngũ hoàng tử hội họp, đến lúc có bằng tuyết đưa thần tế tự thọa chấn sẽ không thể phát sinh ra biến hóa gì nữa. Khi đến nơi, hắn cũng không thấy ở phủ đệ của ngũ hoàng tử phát sinh biến hóa gì nhiều, tất cả đều giống như lúc bình thường, đại hoàng tử tự hồ cái gì cũng dường như không biết không khí bên trong băng nguyệt thành không hề có chút thay đổi nào thấy vậy lỗ đạo phu âm thầm nhẹ nhàng thở phà mấy cái dù sao mọi chuyện có thể hòa bình giải quyết không phải là rất tốt đó sao rất nhanh hắn đã đi vào cửa thành phía bắc cùng với thiền huyện băng vân đang cùng đám cao thủ của băng tần tháp hội họp một chỗ cùng đợi băng tuyết thư thần tế tự đến quả thật đại hoàng tử cũng không có phái người gây bất lợi gì trong ngũ hoàng tử bởi vì hắn biết điều này không cần thiết xuống tay với ngũ hoàng tử lúc này căn bản hắn không cần phải làm, vì việc thi hành mệnh lệnh hạ thủ này đã do đích thân Tuyết Phách nhận lấy. Hắn đối với Tuyết Phách lúc này vô cùng tín nhiệm, yến cực đem toàn bộ thế lực gồm năm ngàn tinh binh ra cho Tuyết Phách khống chế, mà bản thân hắn thì lén lút rời khỏi phủ đại hoàng tử đi tới phủ nguyên soái của Tuyết Phách. Tất cả đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Theo như kế hoạch của đại hoàng tử yến cực, thì động thời cũng chính là kế hoạch do huyết sư giáo bày ra. Lỗ Đạo Phu cùng băng vân bọn họ cũng đợi băng tuyết nữ thần tế tự đến. Nhưng bọn họ không biết rằng băng tuyết nữ thần tế tự cũng không dễ dàng gì đến được băng Nguyệt Thành. Ở trên mảnh ngưỡng quang đại lục này, nếu hỏi ai là người cao ngạo nhất, thì bất kỳ ai cũng chẳng cần phải giao dự. Đáp án nhất định chính là chủ nhân của băng thần tháp, băng tuyết nữ thần tế tự. Sự cao ngạo của nàng là đến từ thực lực của bản thân. Thử hỏi cả đại lục duy nhất chỉ có mình nàng là thần hàng sư, liệu bản thân thế nào lại không cao ngạo cho được? Vừa mới xuất quan, băng tuyết đức thần tế tự đã tiện thể tiếp kiến sứ giả đến từ băng nguyệt thành nàng xem qua phong thư do chính quốc vương băng nguyệt đế quốc tự tay viết không nói thêm điều gì lập tức đi theo sứ giả rời băng thần tháp mà đi theo như phong thư mà yến thiên nam viết thì đã rất rõ ràng băng nguyệt đế quốc cử hành việc thay đổi ngôi vị hoàng đế mời băng tuyết đức thần tế tự tôn kính đến chứng kiến thời khắc trọng đại này băng tuyết đức thần tế tự cùng yến thiên nam đã tiếp xúc nhiều lần nên cũng hiểu rõ được con người yến thiên nam Nàng biết rằng Yến Thiên Nam đang muốn cầu cạnh bản thân mình. Kỳ thật, cho dù không có băng Nguyệt Đế quốc chống lưng, thì địa vị của băng Thần Tháp ở trên đại lục này cũng khó mà bị lung lay. Không ai có thể dễ dàng khiêu khích được nàng ta, thậm chí dù là một đế quốc cường đại cũng không dám. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của băng Nguyệt Đế quốc, băng Tuyết Tứ Thần Tế Tự sẽ có thể đẩy tốc độ tu luyện một cách nhanh hơn và tốt hơn. Đồng thời, kỳ vọng dưới sự giúp đỡ này, bản thân nàng còn có thể ảnh hưởng sâu hơn đối với thế giới. Vì thế trong sự kiện lần này, nàng vẫn sẽ trợ giúp một ít cho băng nguyệt đế quốc. Tại thời điểm này, không cần phải nghi ngờ gì nữa, đây chính là một sự kiện quan trọng cho nhiều năm về sau. Băng Tuyết nữ thần tế tự không chỉ là một băng hệ ma pháp sư bình thường, nàng căn bản không cần phải bước đi. Một băng hệ ma pháp sư với một giai cấp bạo phong tuyết không thể liên tục duy trì trong thời gian dài, nhưng nàng lại dùng đó như một công cụ cho việc phi hành. Tảng bông tuyết lớn được những cơn gió nhẹ thổi lên đem nàng cùng với thân thể của vị sứ giả kia bay đi với tốc độ nhanh nhất hướng về thủ đô băng nguyệt thành của băng nguyệt đế quốc nhìn tốc độ như vậy có lẽ nhiều nhất chỉ khoảng nửa ngày trời là sẽ có thể đến được băng nguyệt thành chứ chẳng chơi yến thiên nam lần này phái sứ giả tới mời băng tuyết đức thần tế tự không nghi ngờ gì đó hẳn là một người xuất sắc được lựa chọn kỹ càng vị sứ giả đang trộm nhìn băng tuyết đức thần tế tự đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt được nhân vật ở trong truyền thuyết này nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của băng tuyết đức thần tế tự Lúc này đây hắn mới phát hiện ra rằng, nguyên lai like một nữ nhân có thể giữ diện sắc đẹp của mình lâu đến như thế. Tuy nhiên, từ băng tuyết nữ thần lại toát ra hàn khí, khiến cho trong lòng hắn tràn ngập sự sợ hãi. Bất luận như thế nào, hắn cũng đều không thể nghĩ ra được, một nữ nhân đã gần 150 tuổi, tại sao lại chỉ giống như một mỹ nhân tuyệt sắc bình thường khoảng 28 tuổi trở lại thế này. Đáng tiếc, vẻ đẹp động lòng người kia đồng thời lại khiến con người ta ớn lạnh. Băng tuyết nữ thần tế tử thường có một thói quen không đổi đó là mặc trên người một bộ ma pháp bảo màu, màu trắng ở trên thêm một đóa băng hoa tuyết thật lớn nhìn vô cùng tinh tế lóe ra những tiền lam quang nhàn nhạt, nhạt, mái tóc dài màu lam tung bay sau lưng trong đôi mắt xanh làm lạnh băng của nàng tràn ngập băng lãnh không thể nhìn ra một chút sắc thái tình cảm nào xung quanh thân thể bởi vì băng nguyên tố được ngưng tụ quá độ mà thậm chí có thể thấp thoáng nghe được tiếng kêu lay động của ma pháp nguyên tố bạ phong tuyết bao quanh thân thể của nàng ta tựa như đã hình thành một vòng tuần hoàn tự nhiên mỗi một mảnh bông tuyết nhìn qua đều vô cùng trong suốt dưới sự nâng đỡ của bà phòng tuyết xung quanh không khí rất lạnh vị sứ giả này mặc dù đấu khí có chút hỏa hầu nhưng dưới thời gian dài bị đông cứng trong băng lạnh thế kia thân thể đã có chút tê dại trong sự giá rét hắn không khỏi sinh ra cảm giác ham muốn mê man đang lúc này hắn đột nhiên thấy được ở phía trước cách đó không xa bên dưới một đỉnh núi lóng lánh hiện lên sắc đỏ quang mang nhàn nhạt, nhạt sứ giả có thể thấy được tự nhiên là băng tuyết thần tế tự cũng có thể nhìn thấy chỉ hư lạnh một tiếng nhiệt độ ở xung quanh trong chốc lát dường như bị hạ xuống còn một nửa không khí bên ngoài được bạo phong tuyết ngưng kết lại mà kỳ dị chính là tại đây đã phong kín thành một không gian bên trong sức nâng của bạo phong tuyết cũng không có chút suy giảm nào mênh băng băng tuyết nguyên tố mãnh liệt ba động bằng tuyết như thần tế tự hàn quang trong mắt đại phóng hỏa long đúng vậy đó chính là một con hỏa long hùng vĩ hồng quang nộ phóng hỗn hợp dưới ngọn lửa nóng rực khiến cho không khí xung quanh về hơi nước bốc lên mãnh liệt mà trở nên méo mó con hỏa long này hình thể thật lớn đang dương nanh múa vuốt mà lao đi thẳng trong không trung vô lấy băng tuyết đức thần tế tự băng tuyết nữ thần tế tự thân hình phiêu giật trôi trong bạo phong tuyết không hề có một thoáng rung động nào một tầng hào quang màu trắng nhàn nhạt, nhạt giống như sương mù bình thường sao động trong không khí nàng chậm rãi hé miệng không phải là ngâm sướng chu ngữ mà ngược lại phun ra một ngụ bạch khí nhàn nhạt, nhạt Phốc một tiếng bạch khí cùng với hàn băng đang tan trải xung quanh thân thể của nàng trong nháy mắt dung hợp lại một chỗ tạo thành một lục gia song sắc băng phong cầu hướng ra nghênh đón con hỏa long cực lớn kia đúng lúc này hỏa long đột nhiên xuất hiện biến hóa khoảng cách song sắc băng phong cầu còn gần 10 trượng thì thân hình nó thình lình từ hỏa hồng màu đỏ chật lóe lên một lượng nhỏ chuyển sang quang lam khí thức quang lam có vài phần quỷ dị đồng thời khiến cho nhiệt độ không khí bao quanh chỉ trong nháy mắt tăng mạnh bằng tuyết đưa thần thế tự phát ra một tiếng than nhẹ nàng không phải vì sự chuyển hóa của hỏa long mà kinh ngạc thực ra là bởi vì từ trong con hỏa long lam sắc kia lại nứt ra một con cự long màu đen hắc ám âm tà này cùng với ngọn lửa nóng rực hợp thành một tổ hợp đen lam đỏ chính là địa ngục chi long hai con cự long dưới hình thái cường bạo chợt phong đến lúc này chỉ còn cách trước mặt bằng tuyết nữ thần tế tự khoảng gần ba trượng hai cái tổ hợp đạt đến 10 cấp ma pháp này khiến cho song sắc băng phong cầu dưới tác dụng của hai con cự long ma pháp chỉ trong nháy mắt đã biến mất mà tốc độ của hai con cự long lại không hề giảm mà còn tăng lên. Dưới sự dẫn động của hai con cự long dưới hai loại ma pháp hoàn toàn bất đồng đã hướng tới băng tuyết nữ thần tế tự mà lao vào cắn nuốt. Băng tuyết nữ thần tế tự trong mắt lãnh quang đại phóng, trong đôi mắt lạnh như băng kia, lúc này như toát ra vài tia hưng phấn. Nàng đã rất lâu rồi không gặp được lực lượng ma pháp xưa có dũng khí hướng chính mình xuất thủ. Đương nhiên nàng ta tuyệt đối sẽ không vì đối phương ra tay mà sợ hãi, thậm chí ngay cả lùi về phía sau cũng tuyệt đối không bởi nàng chính là băng tuyết nữ thần tế tự cũng chính là duy nhất thần hàng sư tồn tại trên đại lục này đồng thời cũng vì sự cao ngạo của bản thân quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi hết tập 76 của băng hỏa ma chủ hẹn gặp lại quý vị trong tập 77 với những diễn biến rất hấp dẫn